cuộc đời và sự nghiệp của giọng đọc huyền thoại, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tường. Nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tường là giọng đọc huyền thoại đứng sau những bộ phim đã đi vào lịch sử như 17 khoảnh khắc mùa xuân, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tường qua đời vào ngày 9 tháng 11, hưởng thọ 77 tuổi. Mạnh Tường là một trong 4 phát thanh viên huyền thoại, cùng với Kim Tiến, Thanh Hùng, Minh Chí được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Đài truyền hình Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tường sinh năm 1946, trong gia đình có 11 anh chị em. Ông yêu thích ca hát, rồi theo đoàn văn công đi phục vụ các chiến sĩ trên mọi mặt trận. Thế nhưng, một cơn xuất huyết dạ dày khiến ông không thể đủ sức khỏe phục vụ chiến sĩ. Lúc đó, Mạnh Tường bị trả về địa phương. Nhờ chất giọng đẹp, có năng khiếu ca hát, Mạnh Tường về Đài truyền hình Việt Nam làm việc từ năm 1973. Thời điểm đó, nghề phát thanh viên vẫn còn khá mới. Nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tường bảo, thời ông, môi trường làm việc không có nhiều thuận lợi, nhưng ai ai cũng ngấm ngầm quyết tâm phấn đấu, ganh đua nhau để có thể đọc hay từng bản tin nhỏ. Phấn đấu đến tột cùng để có thể được chú ý trong nhà đài. Mỗi bản tin ông đều phải đầu tư, suy nghĩ về cách đọc sao cho truyền thông điệp gọn gàng và xúc tích nhưng thuyết phục người nghe. Về nhà đài 2 năm, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tường được coi là phát thanh viên đinh. Sau này, ông còn trở thành trưởng phòng phát thanh viên, là lãnh đạo của nhiều lớp đàn em sau này như Phương Hoa, Nhật Lệ, Ngọc Trâm, Minh Khuê. Nghệ sĩ Mạnh Tường và gia đình thời trẻ, ảnh, gia đình cung cấp. Khi công việc đang suôn sẻ, cơn đau dạ dày khiến nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tường sút cân nhanh, công việc bị xáo trộn. Sau 2 năm không lên sóng, ông được phân công sang đọc thuyết minh phim truyện. Thời gian đầu ông không tránh khỏi những hụt hẫng, nhưng sau đó, ông lại được khán giả yêu mến qua những bộ phim để đời mà ông thuyết minh. Những bộ phim gắn bó tên tuổi ông lúc bấy giờ có thể kể đến 17 khoảnh khắc mùa xuân, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Cùng quan điểm nghiêm khắc với nghề như nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tường cho rằng phát thanh viên không phải là nghề đơn giản. Theo ông, đây là một môn nghệ thuật đòi hỏi người làm phải hội tụ nhiều yếu tố để hoàn thiện vai trò của mình, từ hình ảnh, cử chỉ trên khuôn mặt cho đến giọng đọc, ngữ điệu. Trong sự nghiệp của mình, điều mà nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tường tự hào nhất có lẽ là ông đã truyền được lửa và nghề cho nhiều thế hệ phát thanh viên sau này. Đã có khoảng 200 phát thanh viên của các đài địa phương được phòng phát thanh viên của Đài truyền hình Việt Nam nơi ông làm việc đào tạo. Nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tường kết hôn với đạo diễn Kim Thúy và gọi đó là cơ duyên trời định. Cuộc sống riêng đầy sóng gió của một số nữ đồng nghiệp khiến ông có tư duy riêng về hạnh phúc gia đình. Tính vợ sôi nổi bao nhiêu thì ông điềm đạm bấy nhiêu để bù trừ. Vợ chồng Mạnh Tường có 2 người con gái. Về già, ông tận hưởng cuộc sống an nhiên, bình lặng bên vợ con. Chuyện về 4 phát thanh viên huyền thoại được phong nghệ sĩ ưu tú. Cho đến nay, trong đội ngũ phát thanh viên của Đài truyền hình Việt Nam, chỉ 4 người được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, trong đó có gương mặt thân thuộc như nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến, Minh Chí. 4 phát thanh viên của Đài truyền hình Việt Nam được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đều là những giọng đọc nức tiếng một thời, Kim Tiến, Mạnh Tường, Minh Chí, Thanh Hùng. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến từng 2 lần thi trượt. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến sinh năm 1948 trong một gia đình có 5 anh chị em ở phố Hàng Bông, Hà Nội. Bà học múa từ năm 13 tuổi. Năm 1970, Kim Tiến thi tuyển phát thanh viên cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 1971 thi vào Đài truyền hình Việt Nam nhưng cả 2 lần đều trượt. Đến năm 1973, bà về công tác tại đội múa của Đài truyền hình Việt Nam và sau đó được chuyển sang làm phát thanh viên. Bà là giọng đọc của những câu nói kinh điển. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và là giọng lồng tiếng của bộ phim Tây Du Ký huyền thoại năm 1986. Trong một chương trình truyền hình, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến chia sẻ, chúng tôi làm nghề lúc đó như đi khai hoang, chưa được nhìn ai đó đi trước lên hình để học tập. Lúc đó cũng chưa có vệ tinh để xem truyền hình các nước khác. Tôi chỉ nghĩ muốn được người xem yêu mến mình phải là khán giả. Nếu mình thích điều gì hãy làm điều đó cho khán giả, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến chia sẻ. Để có sự tự tin đứng trước máy quay, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến nhiều lần tự đứng trước gương diễn tập từ gương mặt cho đến giọng nói. Năm 2001, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến dừng đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình thời sự trực tiếp. Năm 2002, bà nghỉ hưu nhưng vẫn mở những lớp dạy phát thanh, biên tập cho những thế hệ trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hùng luôn chỉn chu.
Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hùng công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 1979. Ông cũng thuộc lứa MC thế hệ vàng của nhà đài những ngày đầu phát sóng. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hùng được nhớ đến với giọng đọc sáng, rõ, chậm rãi, chắc chắn cùng với hình ảnh chỉn chu khi lên sóng. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hùng có thời gian làm giảng viên trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp. Sau đó, ông còn bén duyên với nghệ thuật thứ 7 khi vào vai anh phi công tên Quỳnh trong bộ phim Nhựa Vùng Trời. Giọng đọc huyền thoại của Đài Truyền hình Việt Nam từng chia sẻ kỷ niệm khiến ông nhớ mãi, đó là được một khán giả chép tặng tôi bài thơ ngắn của nhà thơ Phan Cung Đức. Nghệ sĩ ưu tú Minh Chí từng làm phụ hồ. Nghệ sĩ ưu tú Minh Chí tên đầy đủ là Nguyễn Minh Chí, sinh năm 1945. Trước khi đến với nghề phát thanh viên, ông đã trải qua nhiều nghề khác như phụ hồ, làm thầy giáo, đi thi tuyển diễn viên điện ảnh. Năm 1971, ông thi tuyển làm phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Thời điểm đó, nghề phát thanh viên chưa phổ biến nhưng việc thi tuyển vẫn vô cùng khó khăn, phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe từ tư thế ngồi đến giọng đọc, tinh thần làm việc. Vào thập niên 1980 đến 1990, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến và nghệ sĩ ưu tú Minh Chí được xem là một cặp phát thanh viên trời sinh, là hai trong số những giọng đọc huyền thoại trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Hai nghệ sĩ ưu tú đã làm cho bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam gần gũi hơn với khán giả truyền hình. Nghệ sĩ ưu tú Minh Chí nghỉ hưu từ năm 2005. Ông giữ thói quen cùng con gái trao đổi về các chương trình truyền hình. Nghệ sĩ ưu tú Minh Chí còn thuyết minh cho nhiều phim truyền hình phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó có bộ phim huyền thoại Tây Du Ký. Ông nghỉ hưu từ năm 2005. Sau đó một thời gian, ông gặp một cơn tai biến nặng khiến sức khỏe sa sút. Ông qua đời ngày 31 tháng 3 năm 2022 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 77 tuổi.